Mù Căng Trải là một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, ở độ cao 1.000m so với mặt biển. Nơi đây mang một vẻ đẹp hùng vĩ và cuốn hút đến lạ thường khiến ai tới rồi cũng không muốn rời đi. Mù Căng Trải nằm cách Hà Nội khoảng 280km, di chuyển tới đây bạn sẽ có hai cách là bằng xe máy hoặc xe khách. Sau khi tới trung tâm huyện, bạn có thể thuê xe máy để tự lái hoặc nhờ người dân nơi đây đưa đến những địa điểm tham quan. Vẻ đẹp hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang mù Căng Trải vào thời điểm lúa chín mang tới một sắc thái tuyệt đẹp sau chuỗi thời gian vượt đèo khao phạ được mệnh danh là tứ đại danh đèo của miền bắc du khách sẽ được tận mắt chứng kiến khung cảnh hùng vĩ nơi này nhiều người đã tỏ ra rất bất ngờ trước những thửa ruộng bậc thang tại mù căng trải bởi chúng như được thiên nhiên sắp đặt thành những bức tranh thủy mặc làm mê đắm lòng người không chỉ có cảnh vật hoang sơ hùng vĩ mù căng trải còn níu chân du khách bởi cuộc sống mộc mạc chân chất của người dân được biết Mỗi mùa lúa chín mù căng trải đón tiếp hàng chục nghìn du khách từ khắp các miền tổ quốc và vô vàn các nhóm bạn chạy lập kế hoạch đi phượt, chinh phục những cung đường đèo mạo hiểm. Ngoài cánh đồng lúa chín, khi tới Yên Bái vào dịp tháng 9, tháng 10, bạn còn có cơ hội tham gia trải nghiệm dù lượn bay trên mùa vàng mù căng trải và vô vàn các trải nghiệm thú vị khác. ruộng bậc thang mù căng trải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam, tháng cảnh ruộng bậc thang mù căng trải và chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện mù căng trải, Yên Bái. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh về di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang mù cang trải và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơ mới gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm truyền thống phục vụ phát triển du lịch khơi dậy lòng tự hào cho người dân nêu cao ý thức tự giác bảo vệ giữ gìn phát huy giá trị của di tích di sản và biến di sản thành tài sản phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương ông hoàng đạo cương thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch ghi nhận việc giữ gìn phát huy di sản của chính quyền các cấp và nhân dân yên bái trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh cần bảo vệ và phát huy hơn nữa di sản để trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Cụ thể là triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ nguyên trạng vùng lõi của di tích quốc gia đặc biệt xanh lam thắng cảnh ruộng bậc thang mù căng trải, chú trọng tu sửa, chỉnh trang cảnh quan khu vực di tích, xây dựng và triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch, khơi dậy niềm tự hào về di sản của người dân về di sản. Lạ kỳ những khối đá khắc cổ có hình ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải. Các khối đá khắc cổ phát hiện ở Mù Cang Chải, Yên Bái có mặt phẳng hơi lồi, trên bề mặt khắc phủ kín các hình như hình tròn lõm, hình thoi lõm, hình tròn lồi đồng tâm lớn và hình ruộng bậc thang. Ông Hoàng Tiến Long, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết sau khi có thông tin phát hiện đá khắc cổ ở thôn Háng Chua Say, xã Chế Cô Nha, huyện Mù Cang Trải. Cán bộ bảo tàng đã đến tiếp cận và nghiên cứu đánh giá giá trị của các khối đá khắc cổ ở nơi đây. Vị trí các khối đá khắc cổ nằm trong rừng phòng hộ gồm khá nhiều các khối đá sa thạch thể khối lớn từ 1 mét khối đến 20 mét khối, nằm dài ra cách nhau từ 7 đến 80 mét, trong đó có khối đá khắc cổ với chiều dài hơn 2 mét, rộng khoảng 2 mét. Khối đá này có mặt phẳng hơi lồi, trên bề mặt khắc phủ kín các loại hình: hình tròn lõm, bảy hình, hình thoi lõm, một hình, hình tròn lồi đồng tâm lớn, một hình, hình học và hình ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp trang trí xung quanh rìa của khối đá tạo nên một tác phẩm kỳ lạ, độc đáo. Anh Lù A Chư, cán bộ xã cũng là người địa phương cho biết, ở cách khối đá khắc cổ này về hướng đông khoảng 20 mét có khối đá lớn khoảng 20 mét khối, người địa phương gọi là đá bố. Đây là khối đá người mông thường đến cúng thần đá để cầu sức khỏe. Khối đá có khắc cổ là khối đá mẹ, theo cách gọi của người mông ở địa phương. Qua quan sát sơ bộ, các hình khắc khá tỉ mỉ, kỳ công, uốn lượn mềm mại theo mặt lồi lõm của mặt đá, có dạng hình ruộng bậc thang là thể loại. Đề tài chính trên khối đá này giống như đã từng phát hiện được ở xã Lao Trải, huyện Mù Cang Trải vào các năm 2015, 2020 và năm 2021. Điểm khác biệt ở khối đá khắc cổ tại xã Chế Cu Nha là có chạm hình tròn đồng tâm lồi, nổi như mặt trống và hình thoi lõm. Đây là hình họa khác so với 14 khối đá cổ phát hiện từ trước đó trên địa bàn xã Lao Trải. Theo cán bộ chuyên môn bảo tàng tỉnh Yên Bái, xác định dưới góc độ dân tộc học, đây có thể là các vết khắc của người Mông bản địa, có niên đại vào khoảng thế kỷ 16 đến 17 đây có thể vẫn là các bản thiết kế ruộng bậc thang hoặc họa lại ruộng bậc thang khi chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang cảm nhận được vẻ đẹp của công trình do chính chủ thể tạo nên theo ông lý kim khoa phó giám đốc bảo tàng tỉnh yên bái đây không phải là ký hiệu cột mốc và càng không phải là họa đồ mà nhiều người từng phán đoán mà có thể là bản thông điệp thiết kế ruộng bậc thang của người xưa hoặc họa lại ruộng bậc thang trên đá của người bàn địa từ đó có thể suy luận tộc người mông nói chung rất thích ở nơi có khí hậu ôn đới núi cao mát mẻ sống bằng nghề trồng trọt nương rẫy săn bắt hái lượm và di cư là một tộc người rất thông minh sáng tạo tự sản xuất ra tất cả dụng cụ sản xuất săn bắt đến văn hóa tinh thần từ thực tế so sánh các bức họa khắc trên đá rất giống hình ruộng bậc thang tộc người này đang canh tác và từng bước mở rộng họa vào tự nhiên thành một danh thắng đẹp Hiểu theo hướng nghiên cứu như vậy thì mới hiểu được những bản thông điệp trên và rất cần các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, giải mã làm rõ xác thực về niên đại. Về lĩnh vực dân tộc học cho bãi đá khắc cổ trên địa bàn mù cang trải, việc phát hiện mới bãi đá khắc cổ ở hai xã chế Cu Nha và Lao Trải đã mở ra tiềm năng nghiên cứu, tổng thống kê các khối đá khắc cổ trên địa bàn huyện mù cang trải. Đây cũng là cơ sở khoa học để các nhà hoạch định, quy hoạch phát triển du lịch khám phá gắn với ruộng bậc thang và khu bảo tồn loài sinh vật cảnh mù cang trải. Mù Căng Trải công bố đồ án quy hoạch xây dựng các khu du lịch, kinh tế. Với 5 tiểu vùng được quy hoạch, phát triển đồng bộ, Mù Căng Trải sẽ có những điểm nhấn mang tầm quốc tế như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thám hiểm. Kinh khí cầu bên cạnh các trung tâm giới thiệu mang đậm bản sắc địa phương, đồ án xác định 3 trụ cột về phát triển bền vững gồm phát triển kinh tế hài hòa, giữ gìn cho tương lai và thúc đẩy cân bằng xã hội. Cùng với đó là 36 phương hướng cấu trúc thúc đẩy phát triển địa phương, nổi bật trong đó có những hướng đi như du lịch khinh khí cầu, du lịch mạo hiểm, trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật hay phát triển phong điện, thủy điện, trên tổng diện tích quy hoạch 1 tám km vuông. Mù Căng Trải sẽ được quy hoạch xây dựng và phát triển năm tiểu vùng dựa trên đặc trưng lãnh thổ gồm tiểu vùng 1 là khu trung tâm dịch vụ đô thị, dịch vụ du lịch, tiểu vùng 2 là vùng kinh tế năng lượng, dược liệu, thủy sản, Nghỉ dưỡng hồ, tiểu vùng 3 là vùng bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu và dự trữ sinh quyền, rừng. Tiểu vùng 4 là vùng trọng điểm phát triển du lịch mạo hiểm, nghỉ dưỡng tự nhiên và tiểu vùng 5 là vùng kinh tế nông, lâm nghiệp đặc trưng của địa phương. Ở tiểu vùng 1 có diện tích 39,24 km2, có trung tâm tiểu vùng là thị trấn Mù Cang Trải và công trình trọng điểm là trung tâm giới thiệu lịch. Sự tự nhiên, văn hóa Mù Cang Trải Tiểu vùng 2 có diện tích 278,05 km2, trung tâm tiểu vùng là xã Khao Mang cùng công trình trọng điểm là trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, xã Lao Trải. Ngoài ra còn có trung tâm chế biến, dược liệu xã Khao Mang. Tiểu vùng 3 có diện tích 235,38 km2 với trung tâm tiểu vùng, là xã chế tạo cùng công trình trọng điểm là trung tâm quan trắc, nghiên cứu khí hậu và cảnh báo thiên tai, phát triển các loại hình du lịch thám hiểm rừng, du lịch khám phá. Tiểu vùng 4 có diện tích 309,32 km2 với trung tâm tiểu vùng là xã Nậm Khắt, trung tâm liên xã Ngã Ba Kim. Nơi đây sẽ có công trình trọng điểm như trung tâm huấn luyện thể dục thể thao mạo hiểm Việt Nam, xã Cao Phạ, trung tâm dịch vụ vận tải, hậu cần du lịch trực thăng, xã Nậm Khắt và đua xe địa hình, xã Cúng Luông. Cuối cùng tiểu vùng 5 có diện tích lớn nhất 335,9 km2 với trung tâm tiểu vùng, xã Nậm Có và xã Chế Cô Nha. Công trình trọng điểm là trung tâm chế biến nông, lâm sản và phát triển nông nghiệp vùng cao, xã Nậm Có và trung tâm du lịch khinh khí cầu. Ông Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái cho biết, sau hơn 1,5 năm nghiên cứu lập quy hoạch với sự nỗ lực của đơn vị tư vấn và sự hỗ trợ của các cơ quan địa phương, đến nay đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Trải đã hoàn thành được thẩm định và được phê duyệt tại quyết định số 935 gạch chéo quy đề gạch ngang UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồ án đã xây dựng hoàn chỉnh tầm nhìn, mục tiêu, cùng định hướng phát triển không gian vùng, đồng thời tham vấn một số gợi mở, sáng kiến mới về phát triển kinh tế xã hội và quảng bá thương hiệu lãnh thổ đồ án được phê duyệt là cơ sở để định hướng phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là chiến lược phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu mù căng trải tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng đô thị và du lịch trên địa bàn huyện nhằm sớm đưa huyện mù căng trải trở thành huyện tiêu biểu và phát triển du lịch bền vững của yên bái trong tương lai ông nông việt yên bí thư huyện ủy mù căng trải cho biết mù căng trải được thiên nhiên ban tặng cho không khí mát mẻ có danh thắng quốc gia ruộng bậc thang cùng truyền thống văn hóa giàu bản sắc dân tộc tuy nhiên do giao thông đi lại còn khó khăn huyện cùng tỉnh xác định định hướng phát triển xanh biến khó khăn bất lợi thành lợi thế phát triển đồ án được phê duyệt thông qua sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư đến với mù căng trải